Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19 sáng ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bộ Y tế tiếp nhận hơn 1 triệu liều vaccine Abdala của Cuba. Lễ bàn giao hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Abdala cho Bộ Y tế được tổ chức ngay sau khi chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Tối ngày 25 tháng 9, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ tiếp nhận vaccine, thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 chuyển về Việt Nam. Qua đoàn công tác của Chủ tịch nước thăm chính thức Cuba, tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang thay mặt cho đoàn đã bàn giao tượng trưng 1,05 triệu liều vaccine Abdala cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Trong số 1,05 triệu liều vaccine này, có 900.000 liều nằm trong hợp đồng mua 10 triệu liều mà Việt Nam đã ký với Trung tâm Kỹ thuật Sinh học và Di truyền Cuba cuối tuần trước, khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm trung tâm này để thúc đẩy hợp tác về vaccine và thuốc chữa bệnh với Việt Nam. Giải pháp sống chung với COVID-19 như các dịch sốt xuất huyết, sốt rét. Để xã hội hóa công tác phòng chống dịch COVID-19, chúng ta dựa trên những kinh nghiệm đã có khi thực hiện xã hội hóa chống dịch sốt xuất huyết, sốt rét và các chương trình khác. Để chung sống với COVID-19, chúng ta cần coi bệnh này là một bệnh cúm có độc lực cao hơn, lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn. Muốn sống chung với COVID-19 thì việc xã hội hóa vấn đề COVID-19 là tất yếu. Chúng ta cần làm càng sớm càng tốt. Một trong những việc có thể xã hội hóa là thực hiện 4 tại chỗ, mở rộng khái niệm và trao thêm nhiệm vụ cho cơ sở y tế. 4 tại chỗ ở đây được hiểu là phòng bệnh ngay tuyến cơ sở, phát hiện bệnh, chẩn đoán tại địa bàn cơ sở, điều trị ngay tại cơ sở, nhân viên y tế là người của sở tại. Để làm được việc này, chính phủ cần có chủ trương và chính sách cho phép xã hội hóa công tác phòng chống chữa bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra. Bộ Y tế cần ban hành văn bản những hiểu biết cơ bản về phòng chống, phát hiện, chẩn đoán, cách chữa trị bệnh COVID-19 thành một bộ tài liệu cẩm nang, tập huấn cho cơ sở y tế. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương án phối hợp đón người lao động, gồm có công nhân và chuyên gia, trở lại làm việc nhằm từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế, đảm bảo an toàn và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người lao động muốn trở lại TP.HCM công tác, làm việc sẽ phải tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19. Theo phương án được các sở ban ngành chức năng thống nhất, để người lao động trở lại TP.HCM làm việc, các doanh nghiệp, hợp tác xã phải có kế hoạch làm việc, có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo đến cơ quan chức năng. Người lao động đã được tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có xác nhận của cơ quan y tế, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định. Ngoài ra, người lao động phải được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đối với đường sắt và đường hàng không, TP.HCM sẽ thực hiện theo kế hoạch, phương án của Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch COVID-19 và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến. Ngoài ra, Sở Thông vận tải thành phố sẽ tổ chức tuyến xe khách cố định đi từ bến xe khách ở các địa phương đến TP.HCM. Tần suất hoạt động của xe khách tối đa là 4 chuyến một ngày một tuyến. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 23 tháng 9, TP.HCM có trên 35.000 F0 đang cách ly tại nhà, chiếm 40% tổng số ca nhiễm hiện đang điều trị tại thành phố. Thời điểm cao điểm, con số này vượt qua mốc 90.000 ca. Do vậy, áp lực điều trị bệnh nhân tại nhà là rất lớn. Việc đảm bảo oxy y tế, trợ thở cho người bệnh chưa bao giờ hết nóng và nhiều bệnh nhân khó thở, nồng độ oxy trong máu hạ xuống thấp. Nếu không có oxy cấp cứu kịp thời thì rất dễ nguy kịch. Do vậy, trong thời điểm dịch bệnh, những nhóm tình nguyện cung cấp oxy cho người bệnh luôn hoạt động hết công suất. Và trong phóng sự sau, mời quý vị cùng với chúng tôi theo chân những tình nguyện viên ấy để hiểu hơn về công việc lặng thầm mà ý nghĩa của họ. Công việc này nhiều tháng nay đã trở nên quen thuộc với những bạn trẻ. Bình oxy được chuyển lên xe cứu thương ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ người nhà bệnh nhân COVID-19 thuộc phường 14, quận 6. Những chuyến xe chạy đua với thời gian để kịp mang oxy đến với bệnh nhân. Mình hỏi cái đường nào mà vô mà không bị chốt để đi cho nó nhanh. Cấp cứu oxy thì liên tục, tổng đài báo liên tục, tụi em chạy phải xuyên suốt.
Cứ khi chạy tới khuya mình cấp cứu oxy mình phải trực cho bà con cần giờ nào mình có giờ đó chứ mình không có thời gian chính. Cha cũng mệt chị, nhưng mà vì giúp được bà con động lực á, rất là động lực để tụi em cố gắng. Cũng mấy tháng trời tụi em cũng đâu được về nhà đâu, cũng cố gắng để giúp được bà con khi nào hay chuyện đó. Bệnh nhân này là một trong số 7 người trong gia đình đã dương tính với SARS-CoV-2. Cả 7 bệnh nhân đều điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tối nay bệnh nhân lớn tuổi nhất cảm thấy khó thở. SpO2 đo được dưới 90%. Lo ngại bệnh trở nặng, người nhà đã tìm đến đội tình nguyện viên tặng oxy trợ thở miễn phí. Bình oxy đã được mang đến kịp thời. Bệnh nhân thở tốt hơn. SpO2 cũng đã về 97%. Đắp thở xong mình cho sốc nước muối nha. Dù khó nó chế lỗ mũi này, chế bên này nó chảy qua bên này á. Cho nên nó thông hai lỗ mũi rồi mình thở cho nó khỏe. Lát nữa nửa tiếng sau chị đo nha. Chị đo mà nó khỏi 98 này, mình ngưng lại cho cô thở bình thường này nè. Để thở bình thường, thở tự nhiên, đừng lạm dụng này quá. Hôm nay có người nhà có một người bệnh COVID, bệnh nền lớn tuổi. Thì theo rồi trước đó thì có cái số điện thoại từ cái tình nguyện viên có gọi tới. Thì em cũng thử gọi điện thoại thì kịp thời họ có cho số điện thoại của bên oxy giao tới. Vậy. Trong vòng 5-10 phút là họ đến rồi. Cứ nghĩ là không biết trường hợp như vậy họ sẽ nhanh tới không. Nhưng mà ai ngờ là họ đã rất là nhanh, 10 phút là tới rồi. Vậy. Sau những gì bên tình nguyện viên thì họ có cung cấp và những oxy, những thành viên anh chị đến đây thì mong bà mau mau khỏe, cũng rất là cảm ơn mọi người. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố có hơn 410 trạm y tế lưu động để chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho nhóm F0 điều trị tại nhà. Song thực tế, nhiều gia đình có F0 vẫn cần đến sự hỗ trợ của các nhóm hỗ trợ oxy thiện nguyện tư nhân. Chia lửa với ngành y tế thành phố trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều nhóm tình nguyện đã hoạt động hết công suất trong suốt nhiều ngày qua để cung cấp oxy kịp thời cho người bệnh điều trị tại nhà. Tặng hơi thở cho người bệnh lúc cần kíp nhất, những việc làm ý nghĩa này đang góp phần giúp giảm số bệnh nhân trở nặng và tử vong do COVID-19. Dù vất vả làm việc xuyên đêm, nhưng ai cũng mong muốn Sài Gòn nhanh khỏe và mọi người đều bình an.